Thưa quý vị, thành phố Việt Trì thành lập ngày 4 tháng 6 năm 1962 là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Phú Thọ. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ khi người về thăm công trường xây dựng khu công nghiệp Việt Trì. Đây là khu công nghiệp đầu tiên của cả nước, nay ta xây dựng đất tổ thành một khu công nghiệp lớn, làm cơ sở của chủ nghĩa xã hội. Từ đây, ta sẽ bắt đầu cho công cuộc xây dựng to lớn của đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Việt Trì đã cùng nhau đoàn kết, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững. Khoảng 4.000 năm về trước, mảnh đất này đã được vua Hùng chọn làm nơi xây dựng Văn Lang, kinh đô đầu tiên của người Việt. Trải qua ba thăng trầm lịch sử, ngày 4 tháng 6 năm 1962, Hội đồng Chính phủ ra quyết định thành lập thành phố Việt Trì, trực thuộc tỉnh Phú Thọ. Việt Trì có diện tích tự nhiên 11.175,11 ha, gồm 13 phường, dân số vào khoảng 285.000 người. Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, thành phố đã thực sự chuyển mình trên mọi lĩnh vực. Cơ sở hạ tầng được xây dựng ngày càng đồng bộ, hạ tầng văn hóa xã hội được đầu tư tương xứng, bức tranh đô thị xanh, sạch đẹp và văn minh. Phát huy từ lợi thế đó, thành phố tập trung phát triển lĩnh vực có thế mạnh là thương mại, dịch vụ và du lịch, thu hút đông đảo du khách đến với đất tổ. Tôi rất vui và hạnh phúc khi đến thành phố này. Tôi rất yêu con người nơi đây. Người dân rất thân thiện, hạ tầng của thành phố rất tốt và tổ hợp các khách sạn phục vụ du lịch. Món ăn và ẩm thực cũng khá ngon và thú vị. Việt Trì rất đẹp, đặc biệt là về đêm, với những ánh sáng lung linh trên các tuyến phố. Bạn có thể cảm nhận được nó ở khắp mọi nơi của thành phố. Là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, Việt Trì còn được mệnh danh là thành phố hai di sản với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát xoan Phú Thọ đã được UNESCO công nhận. Thành phố cũng nỗ lực tu bổ tôn tạo các di tích, duy trì các lễ hội truyền thống lâu đời để thấm sâu tinh thần hướng về nguồn cội vào tâm khảm của mỗi người dân. Đền Hùng trở thành khu di tích quốc gia sẽ cùng với thành phố Việt Trì phát triển những cái loại hình dịch vụ mà thu hút được đông đảo du khách về với Đền Hùng, về với thành phố Việt Trì và qua đó để mà xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Và đây cũng chính là để thực hiện tốt cái khâu đột phá của tỉnh để phát triển du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Cùng với du lịch, các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác cũng được thành phố nỗ lực phát triển, nông thôn mới vượt kế hoạch, giáo dục đào tạo được chú trọng, công tác bảo đảm đời sống, việc làm và an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Trì xác định đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ, xây dựng đô thị văn minh, văn hóa là ba khâu đột phá chiến lược cần phải thực hiện. Trên cơ sở khai thác tốt cái tiềm năng sẵn có của thành phố cũng như là tập trung huy động các cái nguồn lực và khai thác những tối đa những cái tiềm năng sẵn có cũng như là tạo tranh thủ sự ủng hộ từ cấp trên cũng như là các cái cơ quan ban ngành của tỉnh, của thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn và người dân cùng tham gia để làm sao thực hiện tốt ba khâu đột phá. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ thành phố, sự điều hành linh hoạt của chính quyền và sự chung sức đồng lòng của mỗi người dân, tin rằng thành công sẽ tiếp nối thành công, đưa Việt Trì xứng tầm đô thị là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.